Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video ngày 18 tháng 1 năm 2022. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 các bạn. Phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là những tòa nhà, những tòa chung cư dành cho người Hàn Quốc sống ở đây rất nhiều. Người Việt Nam cũng có nhưng mà chủ yếu là người Hàn Quốc ở đây các bạn. Các cái tòa Etala 1, Etala 2 rồi rất là nhiều tòa mà Tường Vũ Channel cũng không thể nào nhớ hết được. Cô chú anh chị và các bạn là tòa Green Valley, thung lũng xanh các bạn. Tiếng Việt là thung lũng xanh. Tòa nhà rất là cao cấp, hiện đại dành cho người nước ngoài, người Việt Nam giàu có các bạn mới có thể sở hữu một căn chung cư ở đây. Và để mở đầu video trong ngày 18 tháng 1 năm 2022, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an lành, gặp nhiều may mắn và thành công trong năm mới 2022. Vị trí của chúng ta đang lưu thông ở đây là chung cư Sinit Volley, đường Tôn Giật Tiên, Tân Phú, quận 7 các bạn. Các chung cư này chủ yếu là người Hàn Quốc sinh sống khoảng 7-80% các bạn. Nhưng mà do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cho nên hơn một năm qua khách Tây, khách Hàn Quốc, khách Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan thì cũng đã về nước mà chưa có quay trở lại, cho nên những cái tòa này ở đây nhìn rất là vắng vẻ các bạn. Đây là đường Tôn Giật Tiên, phường Tân Phú, quận 7 các bạn ha. Phú Mỹ Hưng là nơi dành cho nhà giàu, dành cho những người có sức mạnh về tiền bạc, sức mạnh về tài chính, có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng phải tầm 50 triệu trở lên thì mới có thể sinh sống ở Phú Mỹ Hưng một cách thoải mái các bạn. Chứ còn khi mà nguồn thu nhập của chúng ta tầm 10 triệu thì chỉ có ở nhà thuê mãi mãi suốt cuộc đời mà thôi. Chứ nói sở hữu một căn nhà ở đây thì rất là khó các bạn. Nói thì nó cũng hơi quá một chút thôi, nhưng mà nếu chúng ta muốn sở hữu một căn chung cư hạng trung bình ở xa trung tâm Sài Gòn, chẳng hạn như Bình Chánh hay là quận 9 hay là Nhà Bè các bạn, những chung cư xa xa hay là cách trung tâm khoảng tầm 15 km, thì cũng giá nó khoảng hơn 1 tỷ, 1 tỷ mấy, tỷ 7, tỷ 8 đến 2 tỷ 2. Chúng ta có một căn có thể trả góp trong vòng 5 đến 15 năm các bạn. Đây là ngã ba đường Tôn Giật Tiên và đường Nguyễn Đồng Chi ha. Đất ở đây các bạn thấy không? Cô chú anh chị và các bạn thấy đất ở đây còn mênh mông. Mà phải nói công nhận một điều rằng là Phú Mỹ Hưng quận 7 thiết kế đường rất là rộng và sạch đẹp. Đường phố rất là rộng rãi các bạn. Chúng ta thấy đâu có nhiều rác để đầy trên vỉa hè đâu. Còn khi mà chúng ta vô các quận trung tâm thì chúng ta thấy rác rất là nhiều. Nay thời tiết bỗng dưng lại có mây mù hay sao, nhìn nó không có nắng mấy các bạn. Hôm nay Tường Vũ Channel sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng di chuyển trên một vài tuyến đường ở tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, khu dành cho người giàu, dành cho người Hàn Quốc sinh sống ở nơi đây.
Chắc hẳn cô chú anh chị và các bạn cũng biết rằng Phú Mỹ Hưng quận 7 là dành cho người Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc rất là nhiều các bạn. Họ sinh sống ở đây, làm việc ở đây, rồi họ có những trường học, những bệnh viện, những ngân hàng, những nhà hàng, những quán ăn ở tại Phú Mỹ Hưng quận 7 này rất là nhiều. Phải nói rằng là sống ở Phú Mỹ Hưng này chúng ta thấy một cái không khí nó cũng nhẹ nhàng hơn và dường như nó an toàn. Bên phía tay trái có tòa Happy Valley Reminer, Happy Valley Reminer các bạn, tòa chung cư. Nghe từ buổi trên nó đi vòng vòng ở bên trong này nhá. Muốn cập nhật cũng như là gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước được xem không khí ngày giáp Tết ở tại Phú Mỹ Hưng quận 7, hay gọi là khu nhà giàu quận 7. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ 15 âm lịch rồi các bạn, 15 tháng chạp rồi. Năm nay chỉ có ngày 29 là chúng ta chuyển sang luôn ngày 1 Tết luôn các bạn. Ta đi ra ngoài đường Nguyễn Văn Linh ha. Phải nói an ninh ở Phú Mỹ Hưng này rất là cao luôn á, chốt chặn liên tục. Các bạn thấy bên trái bên phải chốt bảo vệ an toàn Phú Mỹ Hưng. Chúng ta rẽ tay phải để vào đường Nguyễn Văn Linh ha. Không lẽ hôm nay trời sẽ đổ mưa hay sao? Bởi vì thấy bầu trời có vẻ sầm lại. Việt Nam những ngày này thì rất là vui các bạn. Không khí mọi người nhộn nhịp công việc, chuẩn bị hoàn tất các công việc rồi, nhà cửa cũng bắt đầu dần dần rồi. Cuối tuần này từ buổi channel sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn hình ảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất. Ủa, ở đây có cảnh sát gì đây? Trạm y tế đi chích ngừa hả? Phường Tân Phong, công an phường Tân Phong. Không khí ở tại phi trường Tân Sơn Nhất, đặc biệt ga trong nước, cuối tuần này bước sang tuần sau là bắt đầu cao điểm các bạn, sân bay có thể là lượng khách tăng đột biến. Cho nên từ bộ channel sẽ cập nhật hình ảnh thực tế trực tiếp mới nhất ở tại phi trường Tân Sơn Nhất, ga trong nước, để gửi đến cô chú anh chị và các bạn thấy không khí của người dân đang học tập, làm việc, sinh sống ở tại Sài Gòn, trở về quê hương đón Tết cùng với gia đình của họ. Đây chúng ta đang đi trên con đường số 6 Hưng Vượng 1 của Phú Mỹ Hưng. Ở đây đường cũng khó tìm lắm nha các bạn. Hưng Vượng 1, Hưng Vượng 2 này, đường số 6 đặt khó hiểu lắm. Mặt bằng cho thuê rất nhiều nhà hàng BBQ. Cho thuê mặt bằng rất nhiều luôn các bạn ơi. Đây đích thực là phố nhà giàu rồi. Hàn Quốc không các bạn, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản, gà rán Hàn Quốc, dùng đóng cửa luôn rồi. Đây là ngã tư đường Bùi Bằng Đoàn và đường số 6 các bạn. Chúng ta đi nhìn ngắm ở khu nhà giàu này xem như thế nào.
Trời hơi tối quá. Đây là đường Hưng Phước 3. Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng. Rồi, nhà bán cho thuê nè ha. Bán nhà cho thuê nhà. Đó là dịch bệnh nó để lại rất là nhiều khó khăn cho kinh tế, đặc biệt các nhà hàng kinh doanh dịch vụ. Hiện nay chỉ có một số người Hàn Quốc thì vẫn đang sinh sống và làm việc ở đây. Xe hơi không? Những cái món ăn của Hàn Quốc ở đây làm cũng ngon lắm rồi, nhưng mà năm nay Tết nó chắc cũng buồn rồi. Nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng Hàn Quốc. Đây có mấy cái siêu thị Hàn Quốc nè các bạn, K Market, siêu thị Hàn Quốc, người Hàn Quốc. Thường thường người Hàn Quốc thì chồng hoặc là vợ làm việc ở tại Sài Gòn thì người ta sẽ cả gia đình sẽ đi về Việt Nam để sinh sống luôn. Các dịch vụ massage, spa giảm 50%. Wow. Quán mở ra mà khách không có thì làm sao? Đây là đường Hưng Phước 2. Khách sạn Viking. Nhìn chung thì cũng có một số nhà đang vẫn còn cho mướn mặt bằng, cho thuê lại mặt bằng các bạn. Nhà này cho thuê mặt bằng nè, thấy không? Đây các bạn, cho thuê mặt bằng, bán cho thuê luôn. Nhà này lớn quá, nằm ở góc này thì sao có thể thuê được ha. Cuối năm mà chúng ta thấy còn những cái hình dáng như thế này thì đúng là vẫn chưa có vui được các bạn. Điều đó chứng tỏ là kinh tế vẫn đang trong quá trình dần dần thôi, dần dần phục hồi trở lại thôi.
Bình thường trước đây ở khu vực này là rất là đông người các bạn ha, rất là đông, nhộn nhịp lắm, chủ yếu là khách nước ngoài là nhiều các bạn. Hôm nay tôi của chúng tôi muốn cập nhật những cái hình ảnh này để gửi đến quý vị và các bạn được xem, để chúng ta có thể thấy được Sài Gòn có rất là nhiều mặt trái ngược nhau. Trong cuộc sống thì đôi khi nó nhiều cái sắc thái lắm bạn, nhiều màu sắc. Đường Bùi Văn Đoàn này phải nói là nó lớn rộng rất đẹp luôn các bạn. Đây có rất là nhiều nhà hàng rộng lớn và sang trọng. Nhưng cái vấn đề chính là phải có khách hàng mới được nha các bạn. Bởi vì phải có khách thì mới tồn tại được, dịch vụ mới tồn tại được các bạn. Đường số 6 hả? Đây là đường Hưng Phước 4. Hưng Phước 4 các bạn. Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Từ Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.